tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi để tôi thấy đời đang sống. Em ơi có hay không, em cho tôi nụ cười là lời nói với tôi rằng em rất vui để tôi sống bằng hình bóng đôi khi có khi không. Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, em cho tôi bao u phiền lắng đọng, em cho tôi mê, em cho tôi say, em cho tôi quên luôn kiếp tu đây. Đang sống em ơi có hay không, em cho tôi nụ cười là lời nói với tôi rằng em rất vui để tôi sống bằng hình bóng đôi khi có khi không. Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, em cho tôi bao u phiền lắng đọng, em cho tôi mê, em cho tôi say, em cho tôi quên luôn kiếp tu đây. Đổi thay đường tình ai hay có những đau thương mà thôi, đường đời ai biết có lúc khi đổi thay đường tình ai hay có những đau thương mà thôi, đường đời ai biết có lúc khi đổi thay đường tình ai hay có những đau thương mà thôi, đường đời ai biết có lúc khi đổi thay đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Nào cùng vui lên up 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 up.
Dòng máu Lạc Hồng 4.000 năm,
dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nòi giống lạc hồng, giống dòng tiên, nguyện ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biên thùy. Hình bóng mẹ già đứng đợi con tạt vào xứ xa. Việt Nam ơi, yêu bên ngàn đời, yêu lũy tre xanh có con sông chảy quanh. Nào ta hát khúc hát lạc hồng, là muôn cánh chim bay dập biển đông. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiên, con cháu lạc hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam. Sắc son thề ước, hành thăng Long
mãi còn bay xa, thời gian qua thăm oai hùng. Nhà Nam ta đất với trời bao la, hệt nhiên thiên thư còn đó. Dặm bao phen khi phí chùn tâm can, đất nước quan cường một dải gấm hoa. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Dân,
tịch công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ và Trí Thành. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Quốc Việt, phó ban trực ban quản lý miếu bà Thiếu Sứ núi Sam. Và xin trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Hồng Thái, phó chủ tịch hội kim hoàng đá quý tỉnh Đồng Tháp. Cùng quý vị đại biểu đại diện tòa án nhân dân hàng các hội kim hoàng các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bạc Liêu và thành phố Hồ Chí Minh, cùng các quý vị bạn bè thân hữu và các anh chị em công nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ và Trí Thành cúp mặt tham dự hôm nay, chúng ta cùng hoan nghênh chung. Vâng, và trong thời khắc này chúng ta sẽ cùng nhau đến với khoảnh khắc thiêng liêng dân hương bàn thờ tổ. Xin mời những đại diện sẽ lên dân hương tổ. Trân trọng kính mời ông ba, bà ba, chú Thiết Lộc và chú Tám Liệt sẽ tiến lên để cùng dân hương bàn thờ tổ trong ngày lễ giỗ tổ kim vàng đá quý. Xin trân trọng kính mời những đại diện sẽ lên dân hương bàn thờ tổ. Ông ba, bà ba, chú Thiết Lộc và chú Tám Liệt sẽ đại diện sẽ lên. Lập nên thờ tổ kim vàng ở phường
khăn, nhưng với sự phấn đấu, nỗ lực và được sự ủng hộ, giúp đỡ của ngành Kim Hoàng, được sự quan tâm của các ban ngành địa phương, sự hợp tác và cùng nhau phát triển đã vượt qua mọi khó khăn, rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn. Đến nay, doanh nghiệp phấn đấu vươn lên trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Vàng Khí Thành, có quy mô sản xuất kinh doanh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù trong năm qua, công ty Khí Thành cũng gặp rất nhiều khó khăn, tình hình do tình hình chung của thế giới, đại dịch Covid-19, nhưng công ty vẫn cố gắng vượt qua, đã làm tốt công tác an sinh xã hội như tặng hàng tấn lương thực, thực phẩm tươi sống cho các địa bàn vùng sâu vùng xa trong tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, chăm lo Tết cho hộ nghèo, hỗ trợ học bổng, quà tặng cho thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi. Từ đó công ty đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý như Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công Thương, Hội Kim Hoàng Vàng Đá Quý Việt Nam, bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, các cơ quan ban ngành cấp tỉnh và huyện thị trong thành phố địa bàn. Nhân buổi họp mặt lễ dỗ tổ Kim Hoàng hôm nay, thay mặt công ty, tôi xin tri ân những tình cảm sâu sắc của quý vị. Đây là động lực để năm 2022 công ty phấn đấu làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình để góp phần với ngành Kim Hoàng ngày càng phát triển. Một lần nữa, cảm ơn quý vị khách quý, Hội Kim Hoàng thành phố Hồ Chí Minh, Kim Hoàng Đồng Tháp, Kim Hoàng Vĩnh Long, Kim Hoàng Kiên Giang đã đến dự buổi lễ hôm nay. Kính chúc quý vị, quan khách, đại gia đình Chí Thành dồi dào sức khỏe, thành đạt trong công việc, hạnh phúc mãi mãi. Trước khi dứt lời, xin mời tất cả chúng ta nâng ly lên, chúng ta cạn ly. 4, 3.
nhân viên công ty chất lượng hàng sản xuất thương mại dịch vụ Đoàn Chí Thành. Và sau đây mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục trình bày đại diện công ty chất lượng hàng sản xuất thương mại Đoàn Chí Thành với tiết mục Văn Nghệ, một sáng tác của nhạc sĩ Sơn Hà, ca khúc Anh Ba Nghĩa do phần thể hiện ca khúc Anh Sáu Sĩ qua phần thể hiện trình bày ông Hồ Minh Trí, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ và Trí Thành. Yeah.
sản xuất bằng kỹ thuật tiết mục âm kháng xì. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và tiếp theo đây, mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần bản thân lưu theo lời yêu cầu của kỳ thi bằng trí thành. Xin mời tiếng hát của biên tập Đài Phát Thanh Thanh Giang. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mời bên chị Nguyệt, chị Nga, mọi người ra sân với vũ điệu cha 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 được không ạ? Thầy quen, dạ, yeah, đúng không? Rê, rê nha. Thank you.
thức nhạc ngoài lời của ông Phạm Duy Bán được mang tên Yêu Em Bằng Cả Trái Tim. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng thưởng thức giọng hát của anh Vĩ. Thank you.
Nguyễn xin được hân hạnh giới thiệu chú quý vị và các quý là một lúc tổng bộ tìm được cá hát với ba quý vị. Tức là ông tổng chấp đốc Hồi Giới Hát. Xin mời bà Diễm Ba. Thank you.
biệt hả? Bây giờ chắc vui lắm phải không?
trưởng của cơ sở sản xuất vàng Trí Thành mời tiếng hát của Đức Đức với ca khúc trình bày Trắng Vàng Phai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đạo Phật làm ăn phát tài. Trong kiếp sống đơn côi
Nối lại tình xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang.